Anh đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay mình muốn mang lại cho mấy em một cái niềm vui trước khi nhập học các bạn. Em thấy không vui nổi gì đó anh Phúc. Sao vậy? Tự nhiên 2 giờ sáng kêu mặc đồ đẹp các kiểu đứng đây làm gì anh Phúc? Nhớ gì vậy? Anh tính cho tụi em hả anh Phú? Trời đất ơi, coi đứa nào đó mặt ngáo ngơ hết các bạn. Đã rồi, Phú kêu mặc đồ đẹp nè, còn Phú không thông báo gì luôn. Thì anh có mục đích mới kêu mấy đứa lên đồ cho thiệt đẹp. Rồi bây giờ mấy đứa về nhà ngủ lại đi. Thôi được rồi, không giỡn với mấy em nữa các bạn. Thực chất thì ngày hôm nay mình sẽ tổ chức cho mấy em một chuyến đi chơi trước khi đi học các bạn. Đó là đi Vĩnh Long. Thiệt anh Phú? Trời mẹ nói giỡn mấy đứa. Tỉnh rồi, tỉnh rồi các bạn. Nghe đi chơi tỉnh rồi các bạn. Sao tỉnh táo chưa? Rồi. Nếu tỉnh táo thì ngay bây giờ mấy em mình đi luôn nha các bạn. Xe cũng gần tới rồi, ngay bây giờ đi thôi. Let's go. Xe tới rồi các bạn, giờ mấy em mình lên xe thôi. Rồi, anh lên xe bắt đầu là phóng nhanh. Rồi, giờ mình lên xe khởi hành nha các bạn. Ê, sao ngủ rồi? Mình nghĩ đi, 2 giờ sáng rồi dậy, ngồi xong buồn ngủ. Thôi, thật ghê đúng anh Phúc. Nói Vĩnh Long có biển. Hả? Có sao không có mày? Ai nói mày ạ? Tao nghĩ vậy tao nói. Sáng ngày nó còn kêu mẹ nó anh Phu lấy đồ cho nó đi tắm biển anh Phu. Mấy em phản gà bảnh tổ không? Bảy sắc cầu vồng rực rỡ đâu ha. Về thiệt chứ. Mắm có hoàng hồng nghe anh Phu. Nó kêu đặng anh Phu. Sao? Ngủ mê gì đâu mà kêu nó nghe luôn. Cái tụi em tức quá đá ném cửa gầm gầm luôn. Rồi ạ. Cái gì ta tưởng đâu có lộn, cái hàng xóm nó ra quá trời luôn. Cha nó hỏi thằng nào tống đá nhà tao nữa. Mấy em chạy hết rồi anh Phu, coi đó nào. Đó, nhờ vậy nó mới ra. Mày đừng có dựa tao coi, mày có gói mà mày dựa tao hoài. Tao có gói nè. Em bên đầu đinh nè. Hả? Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh. Mày ngát sao hồi nước cửa xe của người ta đi. Trời còn rất là sớm nha các bạn. Chút khi nào tới mấy em mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Giờ mấy anh em ngủ một chút các bạn ơi. A few moments later. Giờ sáng em các bạn bắt đầu ngắm cảnh. Cảnh đẹp quá. Xe cộ chạy tấp nập luôn. Mấy anh em mình đang trên đường quốc lộ nha mọi người. Ủa sao có đám mây đẹp quá anh Phú? Ờ. Wow. Đám mây trên bên cạnh. Không chỗ sói hơn rồi. Ê tụi quay coi anh Thành lát kìa, nãy giờ nó nói dữ lắm, cái giờ nó ngủ luôn rồi kìa. Giờ em giả vô mặt nó chưa chắc nó tỉnh anh Phúc. Mày không biết gì đó nó ngủ gì đâu như chết á. Có khi trái nhà kêu nó còn không chạy ra nữa. Ở nhà nãy giờ tôi thấy quá trời nhà nghỉ luôn. Hả? Nhà nghỉ nó làm gì mày? Chui vô đó nghỉ chứ làm gì mày? Phải không ba? Tao có biết đâu, tao cũng như mày thôi. Tao thì tao thấy mấy anh kia kể rùng rợn lắm. Sao rùng rợn mày? Tao nghe mấy anh ở hàng xóm kể vô đó là heo nhóc luôn á, lo mà bắt. What the hell? Trời quá trời quán cơm luôn, cơm kìa. Đâu ba, chạy hòm rồi mày. Tao kêu cái quán cơm phía trên kìa, mày nhìn chạy hòm chi vậy? Thử ơi, mày ăn bánh không? Tao mua bánh cho mày ăn. Quá trời bánh bên đường luôn kìa. Đâu mày? Đó, bánh xì nhóc đó. What? Quay xàm quá, nãy giờ nó ngủ, nãy giờ đừng quay nói gì à. Ngủ gì? Đi chơi mà ngủ ngủ. Sao anh chửi mình? Mình làm gì bạn đâu mà anh chửi mình? Ủa, sao? Vĩnh Long có siêu thị anh Phu? Có chứ cưng. Mà đừng ghê gì anh nha anh Phu. Sao vậy? Covid về tới đó rồi anh Phu ơi. Tới thành phố Vĩnh Long rồi các bạn. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ ghé vô tiệm anh để ăn sáng một chút rồi bắt đầu mấy anh em mình đi tiếp nha. Mấy anh em mình ăn cơm sườn nha các bạn. Mời các bạn nha. Nè em thương anh nè, cho anh miếng nước mắm nè. Hả? Mày cho tao miếng sườn thôi chứ đừng có cho tao miếng nước mắm. Giờ tiếp tục mấy anh em mình đi nha. Giờ mấy đứa thích đi đâu trước nè? Dừng trái cây đi không? Sao? Tôi vừa trái cây hả? Dạ. Thành nó đi tàu lao chú ơi. Sao Thành? À đi tàu lao chú ơi. Đi tàu lao hả? Đi đâu cũng được, miễn đi chơi là được rồi anh chú ơi. Giờ tiếp tục mấy anh em mình đi tới vườn trái cây nha các bạn. Xuôi về miền Tây thì mấy anh em mình phải đi về những vườn trái cây nó mới vui đúng không mấy đứa? Đúng. Đúng. Nhưng mà anh chú ơi, sao?
đừng đưa mấy anh em mình vô dùng mít nha anh Phú. Sao vậy? Anh biết nhả rồi đó, nó mà thả là chết mấy anh em mình luôn á. Trời đất ơi, làm gì đeo khẩu trang thế ghê vậy? Covid-19 anh Phú ơi. Không ngừa, sống chết có số, tụi bay đeo cũng chết à. Không đeo cũng chết. Tụi bay muốn trái giác con mày lại không? Ai mà không muốn mày. Mà chỉ cho mày nè, lấy tả bé bịch lại á. Lọc khí bảo đảm 100% luôn. Tao sợ không chết vì Covid mà sợ chết vì ngợp á. Bưởi to thế nha. Hồi quá trời bưởi luôn anh Phú ơi. Bưởi nào bưởi đô chậm bá luôn. Ý mày nói bưởi nào mày? Thì tao nói bưởi quán ngoài đường kìa. Ê qua thưởng thầy mày kìa. Hả? Thầy cái bỏ mày. Ông đi hỏi là hôm nay đi hỏi tìm mày kìa hòa thượng. Trời ơi kìa tụi bay coi hòa thượng vô tâm chứ kìa. Bắt thầy nó ngồi ngoài đường ngoài sái vậy á. Mày liệu hồn mày đi thành lát. 1 hour later. Giờ mấy anh em mình chuẩn bị xuống phà qua vườn trái cây các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em mình chuẩn bị xuống phà để vào vườn trái cây nha các bạn. Sao mày đứng thế tao? Hả? Nôn không? Nôn. Trời ơi, mỗi lần vô vườn trái cây là mấy em nôn lắm nha các bạn. Các bạn coi đây cái rô bự nó nổi quá trời luôn nè. Kìa, có. Nó bắt nó luôn kìa. Chạy cho sống đi. Cá này anh nghĩ chắc tay ngay chỗ này là cái bãi cá nha các bạn. Người ta thả đó. Đó, đội đầu luôn kìa. Cá bự kìa. Ôi. Nó đụng anh. Đụng á. Thử thử con đi. Nó lên nè, nó lên nè. Chúc nó lên. Kìa. Đó. Cá này còn mạnh. Tên đám tụi bay đi. Đây nè. Rồi chạy luôn. Còn mạnh quá. Cá lên bờ luôn kìa anh Phúc. Nha con. Trời đất ơi, sao nó lên bờ nằm luôn nè trời. Cứu lại đi thôi. Hết nó xuống gần. Lên bờ nằm luôn nè các bạn. Đó, mạnh quá trời mạnh luôn. Đây còn nữa nè. Để ra là tụi mình được đi Bình Dương rồi. Nhưng mà vì vấn đề dịch bệnh cho nên anh Phú dẫn tụi mình đi Vĩnh Long. Để thế Bình Dương. Đúng rồi. Sao? Chắc anh làm chuyến qua Vũ Hán quá. Hả? Mấy đứa qua bển làm gì nữa ta? Đi qua bển làm gì mày? Tao kiếm chị Cô Vi về chơi với tao coi. Ôi, tao đã chứ. Đâu? Kìa. À sao sao ngoài đó đó các bạn, tàu đó sẽ rước mấy anh em mình. Tàu đi chăng như bo bo luôn, chạy nhanh ghê luôn các bạn. Bo cua gần. Có bo cua gần không? Đại chuyên nghiệp chưa? Mày có bắn tốc độ không Phước? Trời đất ơi, ai đi bắn tốc độ ghe xuồng anh hai. Tốc độ chạy nhanh thấy ghê luôn á. Rồi tất cả ngồi im vị trí nha. Sao đảo mấy đứa? Chú hướng dẫn viên du lịch cho mấy anh em mình vào cơ sở sản xuất cuốn với lại kẹo củ long nha các bạn. Rồi mấy đứa lên đi. Ủa trái này trái đẹp quá không? Đâu? Trái này trái bần phải không chú? Đúng rồi, trái bần. Đây là trái bần nha các bạn. Hái được không? Này trái này chưa già, hái được không ta? Được, hái được bình thường. Cái bông nó nở. Đây các bạn. Đây nhả. Gì? Để em ăn thử cho coi nè Phú. Ăn được không? Được. Nhưng mà nó xanh lét mà ăn gì cơ? Nó chưa chua, chua ăn nó mới như me vậy đó. Chín mới ăn được cưng. Ừ, cái này ăn chắc. Ăn thử, test thử. Ăn được, nhưng đâu mà chắc. Cắn cái. Cắn nhả. Hả? Được. Không, nó không có mùi vị vậy. Không, đâu mấy đứa thử không, muốn thử miếng không? Không có chát gì luôn. Chát rồi, miếng chát rồi. Miếng chát rồi. Ngon. Nó dụ em nhìn thương. Chát. Cái này là bột gì vậy? Cát hả chứ? Ừ đúng rồi. À, cát thì làm cốm nè. Khóc rồi vô lúa đó, vô nó nở, sẽ nở bung ra. Dạ. Cá quá trời cá luôn nè anh luôn. Đâu? Mấy chùm đèn coi cá kìa không? Cá quá trời cá các bạn ơi. Giờ vô cá nghe các bạn. Hả? Ui da. Ủa kìa kìa. Ủa nó ăn quá trời luôn kìa. Ôi, mấy trăm con luôn kìa. Nó lại cái dây kìa. Ủa, cái dây kìa. Cái dây kìa, ôi. Cái chơi ăn gì ngon hả?
đậu luôn ơi. Món cá chê mập chứ hả? Chụp đậu luôn. Chụp đậu luôn. Trời anh Phú, trường Phú sữa nó vừa mới đơm bông kết trái nha anh Phú. Chưa có trái nha anh Phú. Ai nói không có trái, trái nào? Này nó nè, mà chưa có chín. Nhưng sữa của mẹ thiên nhiên ngon thế. Anh Phú. Sao? Con chưa nó muốn nói chào khách kìa. Nói chuyện với mày. Chào khách. Anh ta cho mình dùng thử kẹo dừa đó, kẹo đó là còn nấm luôn à, đó. À, kẹo này mới ra lò luôn hả? Dạ. Đây là kẹo dừa mới luôn nha các bạn, chưa thành phẩm. Nhưng mà đây mới ra lò luôn nè. Đây mấy đứa thử miếng đây nè. Cảm ơn em nhiều. Đây. Thử kẹo dừa mới ra lò luôn nè các bạn. Hơi nóng rồi, chứ không có nóng. Sao đặng? Kẹo dừa đây là đây. Không có đường nha, chỉ nước cốt dừa với mạch nha thôi đó. Dạ. Không có miếng đường nào hết. Ngon Phú ơi. Sao ơi? Nóng. Nóng hả? Tuyệt vời luôn các bạn. Nó mềm mềm hòa tan trong miệng. Wow. Ủa, ngốt con cá hả? Ngu vậy đó. Hả? Anh làm gì kìa? Ủa, nó lớn này các bạn ơi. Con này may chi sồi gắt đảm đó nha anh Phú. Rồi đây các bạn, chanh nè. Wow. Chanh này lột da rồi nha. Trời đất ơi, hai thanh niên làm gì đây? Uống trà đầm đậu Phú ơi. Dạ, chúng ta có thể ngồi xuống e và uống trà đầm đầu. Mong kính Phúc. Mua 5 tặng 1 ha. Đây là mứt chôm chôm. Ngon không? Cũng mất nghe nữa à. Thôi. Sao? Mình vậy thôi. Có vụ gì? Hai con đập nhất kìa. Trời ơi. Hổ mang với lại bồ cạp nè các bạn. Wow. Đây hổ mang con nè anh Phú. Wow. Sụ rắn các bạn ơi. Phú đồ gỗ mỹ nghệ nè anh Phú. Lượt nè. Đồ gỗ. Coi cái đồ da, đồ giả tiêu nè. Nó làm bằng dừa hết đó cưng. Wow. Ừ. Đẹp chứ anh Phú. Đẹp không? Đẹp mà cái này anh Phú. Phú ơi. Em nhìn lại cái này là em nhớ rồi Phú. Nhớ gì? Nhớ hồi xưa mấy cô tống tiền ngoài cái lu á anh Phú. Tới mùa trái cây anh bạn. Wow. Chút nữa cắm đầu rồi. Rồi lên đi mấy đứa. Ôi hàng cây đẹp quá anh Phú ơi. Rồi để các bạn coi nè, mấy em mình vô vườn nhãn rồi nha. Đây là bông nhãn nha, chưa kết trái. Rồi được rồi. Con nào con đó như con trâu vậy ha. Đi tiếp tục. Đây chôm chôm cũng nhóc luôn các bạn. Nhưng có điều chôm chôm này còn xanh. Chín hay cả anh Phú? Đâu? Chín chưa? Đen trái rồi. Chín không? Chín, hơi chua chua chút. Về miền Tây thì các bạn phải đi vào những vườn trái cây như vậy mới xứng đáng nha các bạn. Và thưởng thức những món ăn miền Tây nữa. Chẳng hạn như cái tây tự chiên xù nè, cá lóc nướng chui, cuốn lá sen nè, rồi gỏi. Các kiểu gỏi luôn, rất là ngon. Phải nói là tuyệt vời luôn nha các bạn. Phú ơi, có kìa. Đâu? Trời ơi. Chín chưa ta? Đẹp bạn, đây là khu vực nhãn chín rất là nhiều nha. Wow. Nhãn sát bên luôn, các bạn muốn ăn bao nhiêu thì hái thôi. Xuống xuống thiệt chứ. Toàn bộ nhãn ở đây đều chín hết rồi nha các bạn. Muốn ăn bao nhiêu cũng có hết. Dạ. Sáng giờ bị hai lần rồi đó. Phú ơi. Sao? Đi đâu xa xôi anh Phú. Trời đất ơi ạ. À. Bạn coi nè. Wow. Sát bên gốc luôn. Trời, nó bể chứ này. Đóng đi luôn các bạn. Nhãn mà cho muối gì? Ngon lắm, Phú thử rồi. Được không? Được. Các bạn coi nè, toàn nhãn tiêu không nè. Thử miếng này. Có chừng bị sặc á. Ơi, sao nhiều muối quá vậy? Ăn vậy mới ngon lắm Phú, ăn thử rồi. Không chắc, có cay. Chắc không? Thử miếng nha. Mời các bạn nha. Coi chừng anh nuốt nước nó sặc á. Ngon quá. Ừ. Nào xuống anh ăn muối. Ai kêu anh chấm nhiều muối anh chi. Em biểu anh nuốt liền chi. Toàn nhắn tiêu không các bạn. Vui. Sao? Quỷ quà đang truy nhắn địch hai cái luôn. Sao? Đánh địch nữa kìa. Mấy này bình thường nó phê là vậy đó anh Phú. Ủa đừng mân cáo quá trời kìa Phú ơi.
cái này có cần câu đảo không? Đúng rồi, ở đây nói chi nữa. Mấy cái khu này trồng nhãn chủ yếu là để du lịch thôi nha các bạn, chứ hoàn toàn là không có mang ra ngoài bán luôn á. Nãy mới hỏi chủ vườn nên mấy em mình mới biết thông tin như vậy. Các bạn coi cái nhãn bên kia kìa. Wow. Quá trời nhãn này các bạn ơi, coi nè. Quá trời trái này, tha hồ ăn luôn. Ôi. Nhãn tao phải có chứ. Các bạn coi nè. Thịt rất là dày nha mà ngọt nữa. Cái nào không dày hết các bạn ơi. Nè các bạn, nhãn phải bự như thế này. Này mấy này mình vô vườn nhãn ăn no thôi. No nghỉ no rồi về nha các bạn. Các bạn ăn xong cứ dục vỏ xuống dưới gốc á. Tại vì cái vỏ của nó là nó phân hủy thành cái chất hữu cơ tốt cho cái cây nhãn mình luôn nha các bạn. Này quá giỏi luôn các bạn. Thích ăn bao nhiêu bẻ bao nhiêu nha. Cắn thử nha các bạn. Ủa ơi. Sao? Ổi này chấm muối ngon lắm á. Ừ, ổi sát lị mà. Tụi quay hai ổi rồi tụi bay biết lựa chứ chứ. Wow. Trời ghẻ ơi, mày lụm đâu chứ, ổi hết hồn mà. Hái chứ lụm đâu mà lụm mày. Ủa mày hái đâu trái bự không ghẻ. Tao hái đằng kia kìa. Sao mấy đứa ăn no chưa? Rồi. Đây còn cái cốc này nè. Ăn luôn cho nó xứng đáng. Quá trời trái luôn các bạn ơi. Ngon. Chua. Nhà kem làm cá sấu táp 5 phút. Cô bị mắc cạn kem phút. Dạ chào mấy cô, chào chào mấy chú nha, chào mấy ba nha, người dạ. Dẫn viên Bảy Mai Hương này nha mấy cô. Bà là người dẫn mấy em mình vô vườn trái cây và dạ. hướng dẫn mấy em đi ăn nhãn nè, ổi với lại cốc. Bây giờ chôm chôm rồi nhưng mà nói chung là quá nhiều mấy anh em mình ăn hết nổi rồi các bạn. Bây giờ xin phép bà đi về luôn á. Chào mấy chú nha. Các bạn thấy video hay thì đừng quên cho team thật nhiều like nha. Thôi mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Trời đất ơi mấy này ghê thiệt chứ. Người ta không cho mang về mà dám xách ra luôn.